Chủ nhà gửi bán một căn nhà tại Hà Đông giá bán chỉ hơn 2 tỷ, sổ sách chuẩn chỉnh với diện tích 30 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Ngọc Anh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới quý vị một căn nhà 4 tầng, hướng nhà là hướng Tây Nam, ngõ trước nhà 2 m, cách với có 10 m, 15 m là ra tới đường ô tô và ô tô để ngày đêm thoải mái. Với căn nhà này thì giá rất là rẻ, hợp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Theo đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Với hướng nhà Tây Nam, đây là đường ngõ thực tế trước nhà, và kia là đường ngõ ô tô. Thưa quý vị, căn nhà này thì được xây dựng 30 m², 4 tầng, sổ đỏ chuẩn chỉnh, nhà xây mới, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Kia là đường ngõ ô tô nha mọi người. Đây ạ, kia chính là đường ô tô, rất là gần với vị trí nhà. Vị trí của nó thì thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, giá bán hơn 2 tỷ. Với phần hoàn thiện của ngôi nhà như sau. Hiện tại ngoài đang đứng ở phần tầng 1, phần cửa chính của ngôi nhà với phần mặt tiền gần 4 m. Và công năng sử dụng cho quý vị thì được thiết kế ở đây là phần toàn bộ phần mặt ngoài của ngôi nhà là được ốp gạch cho quý vị. Phần cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Tầng 1 thiết kế công năng sử dụng một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Nhà có như thế nào thì quý vị đến xem là y như vậy. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Ở đây thì chủ nhà có kê một bộ sofa để sẵn ở đây cho quý vị. Tưởng tượng đây là phần phòng khách, đây là kệ tivi, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Đồng thời là thiết kế ở đây toàn bộ phần tầng 1 là trần thạch cao thì có ốp xung quanh. Đồng thời là chủ nhà lắp đặt thêm cả một chiếc quạt, quạt trần vừa là để trang trí decor cũng là để làm mát cho phần phòng khách. Đây là phần kệ tivi mọi người nha, ổ điện kệ tivi ở đây đó. Cửa chính thiết kế hai lớp an toàn, phần phòng khách thì có thêm một phần cửa sổ phụ nữa, rất là thoáng, lấy thoáng vào trong không gian nhà. Với cái vị trí ngôi nhà này thì nó gần với trục đường quốc lộ 6 mở rộng và phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, gần với bến xe Yên Nghĩa. Từ vị trí ngôi nhà này cách với bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 4 km, thuận tiện cho quý vị làm Hà Đông này, Chương Mỹ này, đi làm theo cung đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân này. Nói chung là hợp lý với giá bán chỉ hơn 2 tỷ một căn. Công năng sử dụng được tổng là 3 phòng ngủ, 4 tầng, tổng diện tích sử dụng 120 m², giá rất là hợp lý. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp của ngôi nhà, chủ nhà cũng thiết kế đầy đủ cho quý vị. Tủ bếp thiết kế toàn bộ là tủ gỗ, xung quanh bếp thì ở đây là thiết kế cho quý vị là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite. Chậu rửa, vòi rửa thiết kế chất liệu inox 304. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ. Với ở đây thì điện sử dụng điện EVN Hà Nội và nước thì sử dụng nước sạch sông Đà, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Nhà xây mới, sổ sách pháp lý rõ ràng, chuẩn chỉnh. Tầng 1 đây. Ngoài ra còn thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng công năng ở phía dưới tầng 1. Với diện tích nhà 30 m, nếu như để mà nói cái công năng sử dụng là tuyệt đối thì nó cũng hơi khó mọi người ạ. Ai thì cũng thích là diện tích rộng, mặt tiền rộng, đường ngõ ô tô, rồi là phòng khách riêng, phòng bếp riêng. Tuy nhiên với những căn nhà 30 m thì cái công năng sử dụng của nó chỉ là tương đối thôi, phù hợp với lại quý vị mà có cái tầm thu nhập vừa phải. Và với cái căn nhà này quý vị có thể trả trước khoảng tầm 8 đến 900 triệu tiền mặt. Còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong thời gian dài nhất. Hiện tại lãi suất của ngân hàng cực kỳ là thấp mọi người ạ. Đó. Rồi là ngăn cách giữa phần phòng khách, cầu thang thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách gỗ có sơn màu trắng, mặt bậc cổ bậc thì ốp đá đen cổ trắng, tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ. Căn nhà này thì xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 gần với lại hành chính của phường Biên Giang. Mời quý vị theo em lên khảo sát các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Với tầng 2, công năng sử dụng cho quý vị như sau. Chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh ở bên ngoài và phòng ngủ ở phía bên trong. Đây, phòng ngủ cũng là phòng hướng ra phần mặt ngõ cho quý vị. Và với căn nhà này thì chủ nhà thiết kế nội thất, giường, tủ, kệ, bàn phấn. Đó, thực ra ấy, quý vị ạ, với một số ngôi nhà quý khách cũng thường hỏi rằng là tại sao có những căn nhà có nội thất, có những căn nhà không. Thì cái quỹ căn của bên Nhà Tốt nó rất là nhiều. Và mỗi một chủ đầu tư, mỗi một chủ của một ngôi nhà khác nhau gửi bên Nhà Tốt bán thì mỗi người mỗi một phong cách, cho nên cũng có những chủ lắp nội thất thực tế như thế này.
Còn cũng có những chủ là để không. Thực ra Ngọc Ánh đã chia sẻ rất là nhiều. Nội thất thì cũng có thể là vừa mắt mình nhưng không vừa mắt người chẳng hạn vậy. Thì cái này là tùy với mục đích, công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Có những hộ gia đình thì rất là thích nội thất như thế này để về ở luôn, nhưng cũng có những hộ gia đình người ta thích theo ý của người ta chẳng hạn. Bởi vậy cho nên là cũng có những căn nhà mà Ngọc Ánh quay nó là phần thô, có những căn nhà mà quay thì nó hoàn thiện chỉ là cơ bản thôi. Còn như căn nhà này thì là có như thế nào thì quý vị sẽ mua và sở hữu em nó là như vậy, là sẽ bao gồm đầy đủ theo đúng như hiện trạng là giường, là tủ, là nội thất, là rèm cửa, là bàn phấn đấy. Cửa sổ thì thiết kế hai lớp bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, và chủ nhà có mắc kèm rèm cửa đầy đủ cho quý vị hết rồi. Rồi là hệ thống trần thạch cao. Nói chung là có như thế nào thì em chia sẻ như vậy. Và với cái phần phòng ngủ này thì được thiết kế sàn gỗ. Giường này thì là giường 1m8, 2m nha mọi người. Đó. Có nội thất như thế này thì quý vị cũng có thể tưởng tượng ra là à, ngôi phòng ở cái căn phòng này là thiết kế như vậy. Và vẫn còn một khoảng trống đây để quý vị có con nhỏ, con em, hoặc là quý vị có thể kê thêm một chiếc bàn học ở đây để có thể giám sát quản lý con em mình. Với cái tủ này thì tủ cánh lùa mọi người ạ, cho nên là nó thiết khá là thiết kế tiết kiệm được cái công năng sử dụng mà. Đây, tủ cánh lùa mọi người nha. Ở trên này. Ở đây thì là tủ gỗ mọi người nha, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Rồi cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Phòng vệ sinh sử dụng ở bên ngoài đây cho quý vị là lắp sẵn bình nóng lạnh, trang thiết bị vệ sinh đầy đủ, bồn cầu, lavabo, sen cây tắm. Đó. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ở phần phòng vệ sinh này thì đây, chủ nhà để một cái ô thoáng ở trong phòng này, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm là nó cái thoát mùi ra ngoài. Đây là phần tầng 2 rồi, mời mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và ngoài anh đang bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, tuy nhiên nó chỉ khác một chút về cái phần gạch lát nền đó mọi người ạ. Ở phía tầng 2 thì thiết kế là sàn gỗ, còn tầng 3 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị là thiết kế gạch lát nền. Còn cái phần nội thất ở phần tờ bên trong tầng 3 thì thiết kế tương tự như là tầng 2. Đầy đủ giường, tủ, bàn phấn cho quý vị nhé. Đó. Nên là quý vị có thể tưởng tượng luôn là cái thiết kế công năng này nó như thế nào. Hợp lý. Theo kiểu thiết kế combo như này cũng rất là đẹp, hợp lý, hài hòa về cái màu sắc rất là nhã nhặn mọi người ạ. À, cái màu này thì thực ra nó là cái màu phổ thông, nó không quá kén người nhìn. À, hai màu chỉ tông màu trắng và màu ghi gỗ thôi, tương đối là hợp lý, nó không phải cái màu gì nó quá khó nhìn, cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm là nó phù hợp với các độ tuổi già trẻ, rồi là tầm trung là vẫn vẫn ok với cái màu sắc này. Cửa sổ thiết kế ở tầng 3 đây. Và khi mà cái phòng ngủ thiết kế lắp đặt đồ nội thất như thế này rồi thì quý vị có thể nhìn là vẫn còn một khoảng trống ở trong không gian phòng tương đối là rộng thoáng. Đây là quý vị có thể thiết kế cho Ngọc Ánh một chiếc tivi rất là hợp lý luôn đấy, nằm kia tivi đây, hợp lý đúng không ạ. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Phần phòng vệ sinh tầng 3 đây cũng thiết kế tương tự như tầng 2, đầy đủ bồn cầu, quạt hút mùi, hệ thống sen tắm, bồn cầu, lavabo, điện nước lắp đặt đầy đủ rồi. Nói chung theo đúng như hiện trạng ngôi nhà này quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, giá bán hơn 2 tỷ. Em sẽ để phần giá bán cụ thể ở dưới phần miêu tả. Quan trọng nhất, sổ sách pháp lý rõ ràng, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, không nằm trong quy hoạch, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và ngoài đang đứng ở phần tầng 4 của ngôi nhà với một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, tầng 4 thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng riêng, phòng này quý vị làm phòng thờ, phòng ngủ tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên trên tầng 4 là chủ nhà thiết kế để không như thế này cho quý vị nhé, không lắp nội thất, chỉ lắp hai phòng thôi. Đó, đây là phần tầng 4 này. Rèm cửa tầng 4 này ạ. Đó. Phần còn lại sân phơi. Đây. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Rộng và thoáng. Nói chung một ngôi nhà 30 mét công năng sử dụng thiết kế xây dựng tròn 4 tầng, đổ tròn 4 tầng là tổng sử dụng 120 mét vuông.
thiết kế được 3 phòng riêng, rồi là hệ thống sân phơi riêng, thoáng trước thoáng sau nha mọi người ạ. Đây, ở phần đằng sau là nhà nha mọi người. Nhà trong này không có đình chùa miếu mạo gì cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Phần đằng trước cũng là nhà dân luôn. Đó. Nói chung nhà có như thế nào về lỗi phong thủy hay bất kỳ điều gì thì Ngọc Anh cũng sẽ chia sẻ trực tiếp cho quý vị, để quý vị cảm thấy phù hợp thì mình đi xem. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Anh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà và chọn lựa cho gia đình mình một ngôi nhà mơ ước phù hợp với tầm tiền, phù hợp với công năng đi lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.